Văn phòng Chính phủ hôm qua đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về kết quả xem xét việc cấp giấy đăng ký lưu hành vaccine Nanocovax phòng COVID-19 do công ty Nanogen đăng ký và sản xuất. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp trong mọi trường hợp theo quy định của pháp luật, đồng thời khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1027 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan. Trước đó, theo văn bản số 1027 của văn phòng chính phủ, công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất việc xem xét hồ sơ đề nghị cấp phép lưu hành vaccine Nanocovax. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế xem xét xử lý đề nghị của công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen theo đúng thẩm quyền và quy định, đảm bảo an toàn, khoa học và rút ngắn tối đa thủ tục hành chính. Vaccine phòng COVID-19 Nanocovax được Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen phát triển từ tháng 5 năm 2020 dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp. Trước khi thử nghiệm giai đoạn 3, vaccine này đã trải qua hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 năm 2020, giai đoạn 2 từ ngày 26 tháng 2 năm 2021 và giai đoạn 3 chính thức từ ngày 11 tháng 6 năm 2021.